Rồi cũng tới nơi rồi mọi người. Mấy miếng đất bên kia trống thì người ta đang bơm hết mọi người. Đang bơm hết, thành ra mình không có đi bởi mình kéo được. Miếng này thì nước nó cạn lòi gò hết rồi, lòi trên đất lên hết rồi cả nhà. Thì còn có miếng này, Thanh quyết định kéo miếng này luôn. Cá thì nó cũng ụt cũng ít à. Lai gai lai gai à. Để Thanh kéo cho mọi người xem ha. Mấy miếng này thì nó khô và miếng này có nước nhiều nè, thấy nó ít ụt nhưng mà chắc có thể có cá đó mà mọi người. Để Thanh kéo miếng này cho mọi người xem. Đây thì mình thả lưới từ cái mép bên cái xuồng bên đó, mình thả vòng qua tới đây gần gáp miếng đất nè mọi người. Đất nó hơi cạn thành ra không có vô sát con bờ được. Này thì anh quay để cho mọi người xem thì nó hơi trễ quá, do nước bây giờ nó rút quá, chứ nước cao một chút quá dễ kéo lắm mọi người, cá rất là nhiều, nước cạn rồi cá nó cũng dướng sông nhiều. Rồi sau đó thì mình kéo ha, hơi chậm chậm thôi mọi người, vì con cá nó gặp lưới nó sẽ bị nó dính cỏ rồi, cỏ dính cây rồi. Rồi, mọi người kéo thì mọi người kéo chậm thôi nha mọi người, chậm thôi. Này thì do nước nó kém quá thành ra cái gốc gạ nó lòi hơi cao nên mình hơi cực mọi người, nó sẽ dính lưới mình. Mọi người kéo từ từ thôi để cho con cá nó nhẹ nhẹ nó tự đâm vô lưới của mình. Lưới này thì mình kéo vậy nè, anh đang kéo. Mọi người thấy gốc gạo quá, thấy người ta bơm hết mấy miếng trống rồi mọi người. Có miếng này người ta chụp trễ thành ra người ta chưa có bơm xạ thôi nè. Mình kéo vô tới bờ nè mọi người, bắt đầu mình gom tròn nó lại. Mọi người thấy gom tròn đó, cá nó dính ra ngoài mọi người ha. Đây, do nước nó cạn quá kéo nó hơi cũng hơi khó mọi người. Nước nó cạn thì những cái gốc gã này kia nó cao, mọi người thấy nó dính, Thanh thấy nó dính nó một ít nhiều ít nè. Rồi có đầu dưới nó có cái lung dưới đó kìa, hết lưới này mình xuống dưới mình kéo lưới đó ha. Sẵn thì mình sẽ nướng cá ăn cơm luôn mọi người, chưa rồi. Đó, sau khi mình gom nó tròn tròn lại vậy nè, nó đọc xong rồi mình sẽ thâu lưới lại. Miếng này thì bãi hèm thấy cũng ít nhưng mà cỏ nó lại nhiều, ba cái gốc gạ.
đây là kết quả cái lưới thứ ba nè cả nhà, quá trời nhiều cả nhà. Lưới này chắc khoảng cỡ hơn 3 kg, nhiều lắm ạ, nó nằm mỏi mặt luôn. Rồi, Thanh cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem hết cái clip ngày hôm nay ha. Thì cái cách kéo lưới thì nó vậy đó cả nhà. Máy Thanh cũng chuẩn bị hết pin này, Thanh xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Thanh sẽ gỡ hết cái số lưới này rồi Thanh về. Chứ máy cũng hết pin rồi cả nhà. Trời giấc này cũng 12 giờ mấy, trời cũng nắng quá. Thôi Thanh cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Chào, hẹn gặp lại clip sau nha cả nhà.